thực hiện kế hoạch số 246 của Ủy ban dân huyện về việc thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân cấp xã đã chủ động triển khai, tổ chức thực hiện tại cơ sở, ban hành kế hoạch thành lập các tổ thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch với nòng cốt là công tác tư pháp hộ tịch, thành viên là cán bộ công chức có chuyên môn và đáp ứng về trình độ công nghệ thông tin. Đặt mục tiêu hoàn thành cụ thể đối với từng loại dữ liệu, đảm bảo theo yêu cầu tiến độ chung của tỉnh. Tính đến hết ngày 20 tháng 10, sau gần một tháng thực hiện, toàn huyện đã thực hiện nhập được 17.779 dữ liệu lên phần mềm hộ tịch. Đối với những dữ liệu lịch sử giai đoạn trước ngày 1 tháng 1 năm 2016, tổng số dữ liệu đã nhập lên hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch đối với dữ liệu từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến thời điểm tỉnh Thái Nguyên triển khai hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch là 4.079. Các dữ liệu hộ tịch cần số hóa bao gồm dữ liệu kết hôn, dữ liệu khai sinh, dữ liệu khai tử, dữ liệu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Chúng tôi đang tăng cường và nội dung này thì chúng tôi đã cùng với lại tập thể ban thường vụ quan tâm trang bị trước cơ sở vật chất làm việc cho các bộ phận, đặc biệt chúng ra được cái quyết định để thành lập cái tổ nhập liệu đối với các cái hồ sơ này. Thì trên cái tinh thần đó thì chúng tôi đang cố gắng thực hiện đảm bảo đạt cái kế hoạch đối với lại cấp trên đã giao cho. Thực hiện kế hoạch số 171 ngày 13 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên về việc đẩy mạnh thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn năm 2024. Quy định hóa có khoảng 100.000 dữ liệu phải số hóa của 4 loại sổ: đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn, con nuôi. Việc thực hiện số hóa, Ủy ban dân huyện đã giao cho phòng tư pháp chủ trì phối hợp với các phòng, ban, ngành, Ủy ban dân các xã, thị trấn và các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức triển khai. Kết quả thì cố gắng là đến ngày 31 tháng 10 năm 2024 sẽ hoàn thành được cái phần nội dung về số hóa đối với số liệu về đăng ký kết hôn. Riêng đối với các số liệu về khai sinh cũng như là số liệu về chứng tử và nuôi con nuôi thì chúng tôi cũng đã triển khai chỉ đạo các xã là tiếp tục sau khi hoàn thành cái dữ liệu số liệu về đăng ký kết hôn thì sẽ chuyển sang để thực hiện. Và cũng cố gắng làm sao để hoàn thành được theo kế hoạch mà Ủy ban tỉnh đã đề ra. Việc số hóa dữ liệu hộ tịch thành công sẽ góp phần từng bước xây dựng và tạo lập cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử của huyện Định Hóa, góp phần tạo lập dữ liệu cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử cho tỉnh Thái Nguyên và toàn quốc, đảm bảo triển khai áp dụng thống nhất, có sự kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan đăng ký quản lý hộ tịch trên phạm vi toàn quốc và đồng bộ cơ sở thông tin cơ bản của cá nhân với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác.